Dạ, em xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Đan Dừa Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Và chiều hôm nay là ngày 30 tháng 4 của năm 2024 và cũng đang là ngày quốc tế lao động, thì em xin được kính chúc quý cô chú và anh chị một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì chiều hôm nay thì em lại có về được một số loại lan rừng của khu vực rừng Kon Tum. Thì hôm nay thì em có về được là bốn loại thưa cô chú anh chị, thì năm loại. Thì loại đầu tiên là em có được là lan hoàng thảo vạch đỏ, một cái giống lan rừng đặc hữu và quý hiếm nằm trong sách đỏ của Việt Nam mình. Và loại thứ hai thì em có được một hình lan đại bạch hạc thôi, thì đấy là loại thứ hai, lan đại bạch hạc. Thì cái giống lan đại bạch hạc cũng là một cái giống lan quý nha cô chú anh chị đấy. Và loại thứ ba thì là em có được một cái khúc nguyên bản thanh đạm. Thì cái dòng này thanh đạm này thì em cũng chưa thể chắc chắn được là thanh đạm cánh bướm hay là thanh đạm tục đoạn nhá quý vị đấy. Nhưng mà để mà nói thì thanh đạm cánh bướm hay thanh đạm tục đoạn thì cũng là một cái giống lan đẹp và hoa nó cũng rất là thơm. Và loại thứ tư đó là em có được một phần lan kiếm bà nà, thì duy nhất được có một phần thôi, cho nên là em để hình số 19. Và loại cuối cùng là loại số 5 là em có được một phần lan gấm Thượng Hải hay còn gọi là lan mèo hoang, thì cũng được có một phần đúng không anh chị. Thì một phần này là nó nguyên bản đấy. Thì để không mất nhiều thời gian của cô chú với anh chị mọi người, thì cô chú anh chị chỉ cần là việc là liên hệ số điện thoại của em ở trên tiêu đề là 0965 611 179, hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em cũng được đấy, hoặc là qua SMS thì là nếu cô chú anh chị muốn sưu tầm các hình lan trên thì là cho em xin tên và địa chỉ kèm theo là số hình lan mà cô chú anh chị là muốn sưu tầm thôi. Đấy thì em có đánh số tự từ 1 cho đến 20, thì cô chú anh chị muốn sưu tầm hình nào thì là cứ việc liên hệ cho em nhé. Và phí phí vận chuyển thì sẽ do là đơn vị vận chuyển họ thu nhé cô anh chị. Đấy thì là nó rơi khoảng tầm là 30 ngàn. Đấy thì cô chú anh chị vui lòng là thanh toán tiền lan kèm theo là tiền phí vận chuyển thôi. Đấy thì rất là dễ dàng. Thì để không mất nhiều thời gian thì là em sẽ xin phép là giới thiệu cho cô chú với anh chị mọi người về các hình lan mà hôm nay em muốn chia sẻ cho cô chú và anh chị là sưu tầm nhá. Thì nếu mà cô chú anh chị mà chưa biết về các cái mặt hoa của lan, các loại lan mà hôm nay em quay á, thì là mình có thể là search ở trên Google thì là nó sẽ ra thôi nhá. Đấy thì đầu tiên hôm nay là em có cái hình số 1 của lan hoàng thảo vạch đỏ có giá là 130. Đây là hình số 1 và đây là một cái khúc nguyên bản. Và hình số 1 này thì cô chú anh chị chỉ cần về việc là đặt lên chậu và chăm thôi. Và cái giống lan hoàng thảo vạch đỏ này thì là nó ra hoa vào khoảng tầm tháng 7 tháng 8 như anh chị, và hoa của nó rất là lâu tan. Đấy, hoa nó nở rất là lâu tan. Đó. Thì đây là cái hình số 1 của lan hoàng thảo vạch đỏ có giá là 130. Và hình số 2 thì có giá là 100. Thì hình số 2 này thì là nó có được một khúc này. Đấy. Đấy, hai khúc này. Đấy. Đấy, đây là hình số 2 có giá 100. Và hình số 3 này, hình số 3 có giá là 100 này, thì nó có một khúc này. Đấy. Hai này. Và ba này, đấy, ba khúc cho cái hình số 3 này có giá là 100. Rồi, hình số 4 này, hình số 4 này có giá là 100 này, thì nó có một khúc này. Đấy. Hai này. Đấy. Và ba này, đấy, ba khúc cho hình số 4 này có giá là 100. Và hình số 5 này. Hình số 5 này có giá là 100 này, thì là có một khúc này. Hai này. Và ba này. Đấy, ba khúc cho hình số 5 của lan hoàng thảo vạch đỏ có giá là 100. Và em sang hình số 6 này. Hình số 6 này thì là lan đại bạch hạc, thì em có đúng được một hình thôi. Đấy thì là nó rất may thì là nó lại là nguyên bản, cho nên là cái giống lan đại bạch hạc thì là cũng một cái giống lan giá trị nha anh chị. Hoa nó rất là to và hoa nó là năm cánh trắng, ở bên trong là lưỡi cam vàng đỏ. Đấy, hoa rất là đẹp. Và hình số 6 của lan đại bạch hạc này có giá là 150. Thì nó có một khúc nguyên bản này. Đấy, một khúc này. Hai khúc này. Ba khúc này. Đấy. Và bốn khúc. Đấy, bốn khúc cho cái hình số 6 lan đại bạch hạc này có giá là 150.
Và em sang cái lại hình số 7 là lan hoàng thảo vạch đỏ. Đây là cái giống lan, đây là những hình hình số 7 cho đến hình số 17 là lan hoàng thảo vạch đỏ loại rời nha cô anh chị. Thì mỗi một phần lan hoàng thảo vạch đỏ loại rời như thế này thì em có chia đều bằng nhau hết. Đấy thì dao động thì là nó từ khoảng tầm từ 5 đến 6 rề nha cô anh chị. Đó. Thì hình số 7 này thì là một cái rề duy nhất, thì là đây là một cái mảng rề rất là to, cho nên là hình số 7 này thì em bỏ thêm là mấy cái rề nhỏ này nữa, thì đây là cái hình số 7 có giá là 100 nghìn. Đấy. Và hình số 8 cũng có giá là 100. Và đây, đây là những phần của lan hoàng thảo vạch đỏ loại rời có giá là 100 nghìn. Thì đây là hình số 8. Đấy. Rồi, hình số 9 cũng có giá là 100. Đây, hình số 9 đây. Đấy. Và hình số 10 có giá là 100 luôn. Đó. Thì cái loại này thì cô chú anh chị sưu tầm về trồng là khoảng tầm 2 tháng nữa là ta có thể được ngắm hoa nhá. Đấy, số 10 100. Số 11 100. Đó. Số 12 cũng có giá là 100. Đấy. Và số 13 cũng có giá là 100. Số 14 cũng có giá là 100. Và số 15 cũng có giá là 100. Đấy. Và số 16 cũng có giá là 100. Đấy, đây là những phần lan hoàng thảo vạch đỏ loại rơi. Đấy. Về thì cô chú anh chị có thể là ghép lũa hoặc là lên chậu là đều được hết nhé. Đấy. Đấy, hình số 16 có giá là 100. Số 17 cũng có giá là 100. Đó, đây là phần lan số 17 của lan hoàng thảo vạch đỏ có giá là 100. Và em sang cái hình số 18 có giá là 250. Đây là một cái rề lan thanh đạm cánh bướm. Hoặc là thì em nghĩ đây chắc là cái rề lan thanh đạm cánh bướm thôi. Và đây là một cái rề rất là khủng. Rề rất là to. Đấy, như cô anh chị nhìn thấy đây, rề rất là khủng to luôn. Và cái rề này là cô anh chị về chỉ có việc là đóng đinh hoặc là cột dây treo lên luôn thôi, không cần phải làm gì hết. Đấy, bởi vì cái rề này là nó đã có thế luôn rồi. Đó. Đây, và cái rề này rất là to luôn. Nếu mà để mà quay thì ở trên cái điện thoại thì nó không vừa được cái màn hình luôn, không không hết được, không hết được cái khung cảnh của nó luôn, bởi vì nó rất là to đấy. Đó. Bởi vì cái rề nó rất là to và đẹp luôn, cực kỳ là đẹp đấy. Đó, rề nó cực kỳ là to luôn, em quay mà trong cái khung cảnh điện thoại mà không đủ luôn, mà cái màn hình điện thoại là nó chiếu không đủ luôn, nó chỉ được đúng có một phần thôi. Đấy, chứ còn nhìn ở phía ngoài là rất là đẹp luôn quý vị. Nhìn ở phía ngoài rất là to và đẹp. Đấy. Đây là cái rề lan thanh đạm nhé cô anh chị. Thì nó một là ra hoa thanh đạm cánh bướm, hai là ra thanh đạm tục đoạn. Thì em quên thì là em cũng không mà cầm cái điện thoại kia để cho cô chú chị xem mặt hoa được. Nhưng mà có gì cô chú chị là chịu khó là search Google để ta xem về cái rề cái lan thanh đạm cánh bướm nhá. Đấy. Thì đây là cái hình số 18 của lan thanh đạm cánh bướm. Đó. Có giá là 250 cho cái nguyên bản này. Đấy, một cái nguyên bản rất là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Về của duy chị chỉ có việc là đóng đinh và treo lên luôn thôi. Đấy. Và tiếp theo là em sang hình số 19. 19 là một cái hình lan kiếm bà nà, một cái địa lan kiếm đặc hữu của rừng Việt Nam mình, và duy nhất thì em có được một hình nhưng mà nó hai bụi. Đấy, hai bụi nhưng mà tính ra thì là em đang để là một bụi như này 100, nhưng mà để một hình một thì là hình số 19 này có giá là 170 cho chú anh chị là sưu tầm. Đấy, đây là một rễ bụi này. Hai bụi này. Đấy, hai bụi cho cái hình số 19 kiếm bà nà có giá là 170. Tiếp theo là em sang hình số 20 và là hình lan cuối cùng của phiên hôm nay, thì đây là một cái giống lan rừng có tên gọi là gấm Thượng Hải hay còn gọi là mèo hoang. Thì hình số 20 này có giá là 100. Đấy, thì cái gấm Thượng Hải này cô chú chị hay là còn gọi là mèo hoang á, là hoa nó rất là đẹp, hoa nó như là những chú ong mật ấy, và hoa nó nở cũng rất là lâu. Đấy, nó khoảng tầm từ 20 đến 1 tháng nó mới tàn. Đấy. Thì cô chú chị chỉ cần là việc là rất là đơn giản là ta gõ Google và xem về cái giống lan gấm Thượng Hải này. Đấy, thì em có một hình thôi và hình số 20 có giá là 100. Thì nó có một nguyên bản này. Một nguyên bản này. Đấy. Hai nguyên bản này. Đấy. Và ba nguyên bản này.
Đấy, ba nguyên bản. Ba nguyên bản cho hình số 20 của lan gấm Thượng Hải này, có giá là 100. Và đấy là tất cả 20 hình lan mà hôm nay em muốn quay lên và chia sẻ cho cô chú và anh chị là sưu tầm nhá. Mọi người muốn sưu tầm hình nào thì cứ việc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề nhá. Và em xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người vào các clip tiếp theo của kênh Lan Rừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Rồi, em xin chào tất cả mọi người ạ.